ơi, chị ơi, chị làm gì vậy? Tự nhiên mua trái banh chi vậy? Đánh cho giảm mỡ chứ gì. Em mẹ mày. Làm cho chị một ly. Người gắn quá vậy. Thật sự luôn chứ ma. Con gái chờ chị ta sớm. Không được
chia tay, chia tay nè. Ừ, để mai chia tay cho mình chắc còn lâu á nghe bạn. Nè, bạn nhìn nè bạn. Ơi, chóng mắt lên mắt nhìn nè. Hôn em vậy. Hôn cái môi em nè. Chia tay chỗ nào má? Em đồ đi đi trời làm gì mà đứng trước cửa nhà ăn tao mà vậy? Thôi em ơi. Sao? Đứng trước cửa nhà tao làm gì? Hả? Trời ơi, đợi cho đi thôi. Nãy giờ tao không nói, mày đừng có làm gì nha nha. Đi khỏi nhà tao nha. Vừa ok ta. Chưa? Vừa bị nắng đầu là thấy vừa cái đó làm ok chưa? Cái... Nó chổi quét. Con nhỏ này sao? Mày đi cho. Mày đi cho. Mày đi cho. Trời trời còn vô đi nước trời. Đi đây. Đây đây. Vui quá chú ơi. Trời chú nó còn nói vui nó còn ôi vui quá sáng này. Nắng này để cho ông chở mày đi. Mày chở đi, chở mấy khủng chánh. Chở heo mà chở. Chú ơi, anh lại đây chở con heo này có con heo. À, có xe heo kìa là đẳng lấy đi. Ê chú, má con nhỏ này chưa chú lúc mày chú ơi. Nè chị. Con đi dạng béo luôn á, chở nhỏ này đi đây. Chú ơi con nè chú. Rồi sao trời đi khỏi nhà tôi giữ đi. Cà phê. Ủa làm gì trời? Ủa gì vậy? Hồi nãy tôi nói quá vậy. Ủa tụi mình lấy đi cà phê. Ủa má ơi, má uống mà má uống cái gì? Làm gì vậy? Cái đi cà phê năm mày làm cái gì vậy? Mày muốn gì? Kìa xe chở heo nữa. Kìa bắt xe chở heo đi luôn. Đi đi. Tiễn ông đi giùm một cái đi. Rồi đó. Chú ơi. Chú ơi có con heo này chú ơi. Chết mẹ bỏ số con heo rồi kìa. Chưa ra tới đầu đường là sức bánh xe luôn rồi. Em hỏi chờ đó.
kêu chị ngồi nào không giật ly cà phê thật à. Này em phải mày nhìn đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đang có sao không? Thì cơ ơn đi làm ơn nhanh nhanh vậy, nhói xe cũng cẩm đó nha. Chết có gì vậy? Chịu trách nhiệm đó. Ní trò đâu. Trò cho trò tiễn mà nổi đi. Đi đi luôn, đừng có cách dơ ở đây nha. Trước mắt coi được á. Nhưng theo cái xúc tượng chiên này kia vậy mới là con cái nhà này có tủ này nè chị. Ủa anh không biết là chị để luôn. Đánh đầu như là gì vậy?